Kính thưa tất cả quý vị khán giả thân mến, sáng hôm nay tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi có vỏ giới thiệu một số những sản phẩm trong cái mùa là Mother's Day thì rất là tuyệt vời. Những sản phẩm này là những sản phẩm mà có vỏ cũng đã được giới thiệu khá nhiều, nhưng mà trong cái mùa lễ mẹ này đó thì có vỏ sẽ có một cái đợt khuyến mãi rất là đặc biệt dành tặng cho những người mẹ ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đây là những sản phẩm mà phải nói dinh dưỡng và quốc võ đã thử qua, đã dùng qua rồi và cảm thấy rất là chất lượng, cho nên mới muốn chia sẻ cho tất cả mọi người. Bây giờ quý vị hãy cùng quốc võ xem qua một cái nhang trầm hương. Thì trong một cái bó nhang như thế này nè các vị, cái bó này là làm gỗ ha. Đây là một loại nhang của công ty Trầm Hương Nguyễn sản xuất, và đây là loại nhang là VIP, tức là loại mà VIP, loại thượng hảo hạng đó. Thì trong bó nhang này nó có 100 cây nhang nhỏ như thế này nè. Đó, nhang này là nhang không có tim nha, tức là họ làm bằng bột trầm nguyên chất luôn, và tức là được kết dính bằng hồ cái chín thôi, chứ không có bất cứ kỳ một cái tạp chất nào trong đây hết để làm ảnh hưởng sức khỏe hết á. Và khi mà mình thắp cái nhang này đó, mình thắp cái nhang này lên thì mình sẽ cảm thấy tâm hồn mình rất là thoải mái, an lạc, xua đuổi đi những cái tà ma ngoại đạo, cảm thấy tâm hồn mình nó sảng khoái lắm, thoải mái lắm. Đó, cái mỗi buổi sáng mình uống trà Acetaba rồi mình đốt một cái nhang thế này, bỏ vào trong một cái hộp bằng gỗ rồi để đắp lại, để cách xa mình khoảng chừng một thước thì cái mùi nhang nó thoang thoảng nó bay lên, nó làm cho cái căn phòng mình nó rất là ấm cúng, rồi nó thơm, cái mùi thơm dễ chịu của nhang trầm và loại thượng hảo hạng đó. Đó, các bạn thấy không, cái hương trầm đó, nó thoang thoảng qua cái khe hở của những cái hộp gỗ này nè, nó thoang thoảng lên rồi nó lan tỏa ra khắp mọi nơi, thấy tuyệt vời lắm các bạn đó. Thì hiện tại bây giờ Quốc Võ đang bán bó nhang này là 125 đô la cho một bó như thế này. Trong bó này là nó là 100 cây nhang đó, và cái hộp gỗ này thì giá là 25 đô la. Thì tổng cộng là một set như vậy, vừa cái hộp nhang và một cái hộp gỗ như vậy là 150 đô la ha. Các bạn đốt thoải mái, nó thấy nó thoang thoảng mùi hương dễ chịu lắm. Rồi sau đó chúng ta hãy cùng mời nhau một tách trà nóng. Đây là trà Acetaba của Nhật Bản. Đó, tách trà nóng này nè, mời quý vị. Mỗi ngày vậy chúng ta uống trà này. Đây là một loại trà đặc biệt gọi là Acetaba của Nhật Bản. Thì trà này được sản xuất từ cái lá cây Acetaba, nó nằm ở một cái vùng biển gọi là biển đen. Cái biển này là cái phù sa, cái nước biển của nó màu đen. Và cái người dân ở Nhật Bản họ sống tại cái vùng này đó, họ dùng cái lá cây này họ nấu nước họ uống. Cho nên tuổi thọ của họ rất là cao luôn, tuổi thọ của họ là trung bình là 90 tuổi các bạn. Có nhiều người sống tới trăm mấy luôn á. Thì uống bằng lá cây này. Và cái trà Acetaba này nó có một công hiệu rất là tuyệt vời, nó là như thế nào? Giảm mỡ trong máu, giảm cholesterol ha, tránh cao cao mỡ, cao máu, ngủ ngon, tránh tiểu đêm, rồi thí dụ như quý vị bị nhức mỏi mình mẩy đó, nó cũng trị đau nhức mình mẩy luôn. Tốt cho thận luôn các bạn. Cho nên đây là một loại trà rất đặc biệt luôn. Và trong cái mùa lễ cái mùa lễ mà Mother's Day này đó, thì Quốc Võ có một cái đợt khuyến mãi rất đặc biệt là chúng ta mua 5 hộp chúng ta được tặng một hộp, tức là chúng ta mua 5 hộp, mỗi hộp là 45 đô la, là 225 đô, thì chúng ta được tặng một hộp như thế này, chỉ cho cái mùa lễ từ tháng 5 này thôi, tức là cái mùa lễ mà lễ mẹ đó, Mother's Day đó, thì sẽ có đợt khuyến mãi rất là đặc biệt như thế này, tuyệt vời luôn đó. Đây là loại trà là trà Acetaba Nhật Bản. Cho nên là khi mà chúng ta thắp nhang trầm, chúng ta uống trà nóng tuyệt vời, không còn gì bằng luôn, cảm thấy tâm hồn mình thoải mái lắm các bạn. Bao nhiêu những cái ưu tư phiền muộn này nọ là nó tiêu tan hết ha. Đó. Rồi cái sản phẩm mà tiếp theo mà Quốc Bảo muốn nói đó là nước lựu collagen. Nước lựu collagen ha. Thì bữa giờ là Quốc Võ cũng đã giới thiệu cái này nhiều rồi, nhưng mà hôm nay mình giới thiệu lại. Nước lựu collagen là một loại nước lựu được sản xuất từ Hàn Quốc, mà đây là một trong những cái sản phẩm
mà phải nói rằng là dân nội địa, tức là sản xuất cho người của Hàn Quốc họ 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 xài đó. Cái nước lựu này, collagen này, nó làm cho chúng ta là thứ nhất là làm cho chúng ta giảm mỡ ở trong máu, thứ hai là giảm cholesterol, thứ ba là làm cho chúng ta ngủ rất là ngon, tránh tiểu đêm ha, và nó làm cho đẹp da luôn, tại vì nó có collagen trong đây. Cho nên là đây là một cái loại nước lựu mà uống vô là chúng ta ghiền luôn á. Ở trong đây nó có tổng cộng là 30 gói tất cả, thì mỗi ngày chúng ta uống hai gói, tức là sáng một gói, chiều một gói đó. Cái gói nó nhỏ xíu mà nó dài dài vậy nè, à, chúng ta xé ra chúng ta bỏ vô miệng là chúng ta uống luôn, chứ không cần phải pha cái gì hết. Đó, uống rất là dễ uống và nó ngọt ngọt chua chua, chua ngọt ngọt, rất là dễ uống, à, uống vô ghiền đó các quý vị. Mà cái hộp này của Phở bán là 60 đô la cho một hộp thôi ha, 60 đô la một hộp thôi. Và hiện tại bây giờ có cái mùa là promotion, tức là trong cái mùa lễ mẹ đó, của Phở là mua 5 sẽ tặng một, à, thấy chưa, dễ thương không? Chúng mình muốn là giảm tiền lời lại ít thôi, nhưng mà mình muốn chia sẻ cái niềm vui này cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người mẹ, những người mẹ mà đã mang nặng đẻ đau rồi, nuôi con không lớn rồi, nói chung là cái mùa này là cái mùa tri ân những người mẹ. Cho nên Quốc Võ có một cái đợt khuyến mãi đặc biệt rằng là mua 5 tặng 1 ha. Đó, đây là sản phẩm là nước lựu collagen. Tiếp theo nữa đó các bạn, tiếp theo nữa là đây là một cái sản phẩm mà thật sự là các bà các cô rất thích, đó là collagen, gọi là beauty collagen, cái hộp này nè, collagen cá hồi ha. Collagen cá hồi thì những bà các cô mà nói tới collagen là chắc là quý vị cũng đã biết rồi, tại vì đây là nó làm cho chúng ta là tăng cường cái sức khỏe của chúng ta, tăng sức đề kháng, làm cho da đẹp, làm cho cảm thấy tâm hồn thoải mái, sáng da lên, tẩy đi tất cả những cái tế bào chết rồi, tái tạo là da mới, vân vân. Tức là collagen là một trong những cái sản phẩm rất là tốt của Hàn Quốc mà họ đã nghiên cứu và chế tạo ra từ cá hồi. Thì đây là một trong những sản phẩm mà đã đặc biệt và cũng bỏ đã dùng qua và thử qua rồi thì cảm thấy rất là tốt luôn. Cho nên là cái da mặt mình uống cho nó láng lắm, không cần phải là thuốc men, không cần phải bất cứ một cái hóa chất nào tác động vào da mặt, mà chúng ta uống collagen thôi là chúng ta cảm thấy là thoải mái rồi. Có quả không có mà sử dụng mấy cái mỹ phẩm này thì cả, nhưng mà chỉ uống này thôi. Thì một hộp này đó giá là nhiêu? 50 đô la cho một hộp này ha. Và trong cái mùa lễ mẹ này, ông lì thôi, trong mùa tháng 5 này thôi, thì Quốc Võ có được khuyến mãi đặc biệt rằng là mua 5 tặng 1 luôn. Tức là 50 đô la cho một hộp, mà quý vị mua 5 hộp sẽ tặng được tặng một hộp ha. Rất là đã luôn á, trong cái mùa này luôn. Đó. Thoải mái không? Rồi, một sản phẩm tiếp theo nữa là gì quý vị? Một sản phẩm tiếp theo nữa là sâm Hàn Quốc. Sâm Hàn Quốc là cái gì? Sâm Hàn Quốc là được làm từ sâm mà ở trên thế giới đó, người ta nói rằng là chỉ có sâm Hàn Quốc là tốt nhất, mà quả thật là như vậy. Rất là cảm ơn quý vị thời gian vừa qua cũng đã mua sâm của Quốc Võ và uống, và có những cái lời nhận xét rất là tích cực, là có các cô ở bên tiểu bang khác đó mua cũng mới có mấy hộp thôi, uống thử và thấy rất là tốt luôn. Bởi vì khi mà các cô làm việc nhiều quá đó, nó mệt mỏi trong người đó, thì uống vô một cái tiếp nhỏ như thế này, một chai nhỏ đó, thì cái hộp này nó 20 chai lắm. Thì chúng ta mỗi ngày chúng ta uống một chai một thôi, không còn uống nhiều, uống vào buổi trưa ha, uống buổi trưa lúc mà chúng ta cảm thấy chúng ta mệt mỏi trong người đó, uống vô một cái là nó khỏe ngay, và chúng ta làm việc nguyên một ngày không biết mệt, tăng cường sức khỏe rất là tốt luôn. Sâm mà các bạn, sâm mà sâm này hồi xưa này cái tên gọi đó là sâm hoàng đế nè, sâm hoàng đế, tức là ngày xưa chỉ có vua chúa được uống thôi, bây giờ chúng ta đã được uống rồi thì nói chung là rất là tốt luôn. Và đây là sản phẩm này được khuyến mãi đặc biệt 95 đô la cho một hộp thôi đó. Cái sâm này thì không có tặng, không có mình tặng quà mỗi năm tặng một giống như những sản phẩm này, nhưng mà đây là được giảm giá đặc biệt luôn, 95 đồng một hộp. Mà nếu quý vị mua trên 300 đô la thì quý vị sẽ được tặng một cái chai dầu này. Chai dầu này được gọi là chai dầu Tibet đó. Chai dầu này có vỏ bán 12 đô la cho một chai, nhưng mà nếu như quý vị mà mua sâm này mà trên 300 đô, ví dụ như quý vị mua là ba hộp đi, ba hộp thì khoảng chừng một, tức là 275 285 chứ 285 đô la cho ba hộp. Quý vị có thể là mua thêm một cái hộp lựu hoặc là một cái hộp collagen nữa cho đủ 300, hơn 300 đô đó, thì quý vị sẽ được tặng một chai dầu Tibet này ha.
nhân cái mùa lễ mẹ là chữ đặc đặc biệt luôn. Thì Quốc Bảo giới thiệu sơ qua về cái chai dầu Tibet này. Chai dầu Tibet này là một chai dầu được mới được chế tạo ra và chưa được bày bán rộng rãi trên thị trường luôn. Ha, chưa được bày bán rộng rãi trên thị trường. Thì cái chai dầu Tibet này rất là hay ở một chỗ là nó thơm cái mùi quế. Dầu nóng nha các vị nha, dầu nóng nhưng mà nó thơm cái mùi quế rất là dễ chịu. Đây là cái chai dầu nè. Rất dễ chịu luôn ha. Cái chai dầu này đó, đặc biệt cái lá chúng ta mở nắp ra nè, chúng ta sẽ thấy một cái viên bi nhỏ ở trên cái đầu đây, tức là cái lỗ mà để chỗ dầu nó ra đó. Thì các bạn biết rằng là thường thường á, những cái chai dầu khác đó là nó không có cái viên bi này, tức là khi mà chúng ta lỡ may chúng ta quên đẩy nắp lại đó thì chúng ta bị nó đổ ra ngoài. Lỡ may các bà các cô mà bỏ chai dầu vô trong cái giỏ sách mắc tiền đó, nó đổ ra ngoài nó hôi, rất là hôi, khó chịu. Giống như mà dầu xanh này đó các bạn đó, mà chúng ta quên đẩy nắp lại đó, lỡ khi nó đổ ra ngoài nó hôi lắm. Nhưng mà riêng cái chai dầu này đặc biệt cái là nó có một cái viên bi ở đây nè, nó sẽ che lại tất cả, tức là lỡ khi mà chúng ta có quên đẩy nắp năng nữa đó thì nó vẫn không đổ ra ngoài. Và chai dầu này nó có một công hiệu rất là đặc biệt luôn, dầu nóng nha các bạn nha, dầu nóng nhưng mà nó không có quá nóng, nó nóng vừa phải và nó từ từ nó ngấm vào trong cái thịt, da thịt của mình. Để chi? Để cho nó lúc mà chúng ta bị đau xương nè, đau khớp nè, chúng ta ngủ dậy bị trật cổ nè, hoặc là chúng ta làm việc nhiều quá bằng tay chân đó, các bà các cô mà làm việc tay chân giống như là các bà các cô mà làm nail thì vận dụng cái tay của mình nhiều quá đó, nó sẽ bị đau khớp, hoặc là nó bị đau vai, hoặc là nó mỏi bên trong người đó, đau chỗ nào sức vô chỗ đó bảo đảm hết liền. Cái chai dầu này nó có mùi quế rất là dễ chịu luôn, nó không có phải giống như dầu xanh hoặc là dầu khác mà đôi khi là con nít ở bên Mỹ nó sinh ra tụi nó không thích cái mùi dầu xanh. Nhưng mà cái dầu này là nó rất là dễ chịu, cho nên là khi mà sức vào đó, tụi nhỏ nó khoái lắm, mấy đứa con quốc võ đó nó thích lắm đó. Thì nếu như quý vị mua trên 300 đồng sản phẩm của Sâm á, thì quý vị sẽ được tặng cho một chai dầu này. Còn chai dầu này có quả bán ra thị trường đó với giá là $12 ha, $12 đó cho một chai đó. Đó là nhìn nói về cái vấn đề về giới thiệu sản phẩm sơ sơ cho quý vị tôi biết như vậy đó. Mỗi ngày như vậy chúng ta thắp đốt nhang trầm hương, chúng ta uống trà Acetaba đó, rồi chúng ta uống những sản phẩm mà collagen, nước lựu vân vân, thì chúng ta cảm thấy rất là thoải mái mà đủ đầy đủ chất, nói chung là những cái làm cho tăng cường sức khỏe của chúng ta, lên cảm thấy thoải mái, cảm thấy năng lượng dồi dào để chúng ta làm việc. Thì bây giờ quay lại cái tin tức thời sự ở trong tuần, ở trong ngày, thì mấy hôm nay Quốc Võ cũng chưa có liên lạc thường xuyên để gọi điện thoại cho chị Hồng Trinh để coi chị dạo này như thế nào rồi, cũng nhớ bà chị của mình. Cho nên hôm nay thì Quốc Võ sẽ điện thoại cho chị Hồng Trinh để xem coi là chị có nắm được tin tức mới gì không, có gì chia sẻ với khán giả không, về câu chuyện của CEO Nguyễn Phương Hằng, rồi câu chuyện những một số câu chuyện khác ha. Bây giờ Quốc Võ sẽ điện thoại cho chị Hồng Trinh thử để coi chị em sẽ cùng nói chuyện với nhau để cho các bạn cùng nghe luôn. Cũng lâu rồi ha, cũng lâu rồi, không biết là cô chú anh chị có còn nhớ chị Hồng Trinh giọng nói chị không. Bây giờ Quốc Võ điện thoại thử nè. Hello. Dạ, yeah, hello chị yêu. Lâu quá mới gặp lại ha. Dạ, đúng rồi. Làm như là đó, một năm rồi luôn đó ha. Dạ. Yeah. Em đang là được trên cái live đó, cho nên là chị hãy chào khán giả nha, rồi chị em mình nói chuyện. Ồ, vậy hả? Ồ, Hồng Trinh thân hãy chào quý vị khán giả. Dạ, yeah. Rồi sao bữa giờ chị về lại bên chỗ tiểu bang của chị đó, rồi có cái gì vui không kể cho mọi người nghe? Cũng không có gì, thì kỳ này chị đi thì cũng nhờ cái trà với lại những cái thứ mà em đưa cho em anh Toàn anh mua ở Quốc Võ đó, thì yeah, cái trà đó làm cho chị ngủ được. Trời ơi, ngủ cứ ăn no là ngủ được, thì là về tới đây thì là nó vẫn khỏe, nó giống vậy đó. Rồi cứ tiếp tục uống nó thì mình ngủ, nó làm cho mình dễ ngủ. Dạ. Cái đó là sự thật luôn, nó rất là dễ ngủ luôn. Dạ. Như okay, vậy thì
đó thì cứ tiếp tục uống nó thôi. Bây giờ mình biết rồi thì mình không không có phải lo cái chuyện mất ngủ nữa, mình cứ uống cái đó với cái nước lụ đó. Dạ. À, rồi anh Toàn ảnh có uống không hay là chỉ mình chỉ uống? Có chứ, thì Vậy bây giờ hả? đang nói với em nè, nếu mà cả hai người cùng uống thì là em là sắp sửa phải gửi qua rồi đó, em sắp sửa phải em để chắc ngày hôm nay đi rồi một lát nữa rồi chị gửi tiền qua cho để cho em gửi qua cho chị anh Toàn Dạ, ở để trong tiếp tục uống. trong cái đợt này em có cái khuyến mãi cho cái ngày lễ mẹ đó, tại vì tháng 5 đó nha chị. Tháng 5 thì cái dịp mà tri ân những cái người mẹ là chị cũng là một trong những cái người mẹ mà rất là dễ thương. Thì sẽ có một cái đợt tri ân khách hàng là em sẽ tặng quà nhiều lắm, mua năm tặng một hết luôn. Coi như là Đúng trà trà cũng tặng luôn, mà collagen cũng tặng luôn, nước lựu cũng tặng luôn, mua năm tặng một hết. Dạ. rồi. Tại vì chị có thử qua rồi chị mới dám nói, còn mà trước chị ngồi với em chị uống như vậy như vậy, nhưng cái lần trước chị đi về á thì là thiệt là chị đến lúc mà đi về rồi là chị mới nhớ ra là như vậy, nhưng mà không có chuẩn bị để đem lên, mà giờ em biết máy bay nó chỉ cho mình gửi có một cái hành lý, nếu mà mình xách theo gì nó đâu cho mình đâu, thành Dạ. ra là chị đi cái hãng Spirit nó như vậy đó, thành ra là chị mới nói thôi cũng được, nhưng mà cái lần này vì những cái sản phẩm đó đó là sự thật, vì những cái sản phẩm đó mà chị với anh Toàn phải đi mua một cái vali lớn hơn để chất hết những cái đồ của hai người, với lại vừa để những cái đồ lấy của Quốc bỏ vô trong một cái vali lớn hơn đó, phải mua một cái vali lớn để đem về đó. Wow. Nhưng mà thì bây giờ thì chị biết vậy rồi thì là cứ ship về đây thôi chứ đâu đâu có vấn đề gì. Dạ đúng rồi, Nhưng cũng mà dễ mà. cái gì mà nó có hiệu quả tốt đó thì cái gì thiên nhiên nó vẫn hơn là uống thuốc, là tại sự thật là thuốc ngủ nó cũng không làm cho chị ngủ, nó chỉ giúp mình được cái lúc đầu thôi, rồi từ từ làm như nó lờn cái thuốc đó, mình À không đúng uống rồi. mình cũng không ngủ được. Dạ. Như Đó vậy thì là bữa giờ là sức khỏe tốt tốt cho nên là cũng xem tin tức còn dữ lắm phải yeah. không? Đó vẫn theo dõi. Dạ, rồi hôm bữa giờ chị thấy em lên trên clip em nói mình em rồi có thấy được có sự thu hút không hay là như sao thế nào chị cho em biết Hay được lắm, hay lắm. Đúng rồi, thì cái gì cũng vậy, lúc nào chị cũng nói với em đó, chị cũng không quan tâm người ta nói cái gì, chị chỉ biết chính mình là mình nói lên sự thật, là mình nói lên không có cái gì, cái đó là sự thật chứ không phải là cái suy diễn của mình, mà mình chỉ nói sự thật thôi đó, mình Dạ. thật lòng mình nói cái cảm giác của mình sự thật, còn mà họ muốn nói cái gì mình, cái đó là chuyện của họ. Thành ra là em cứ nên là như vậy, tại vì mình có một cái em có một cái số người ủng hộ và đồng quan điểm với em thì là họ cũng muốn nghe sự thật từ em đó, đó là họ nói những người kia họ nói cái gì tự nhiên chị không mắc mớ gì họ, lôi chị lên họ nói như là họ biết hết về chị, có người còn tung cái tin đồn là chị là người nghiện rượu nữa đó, trong khi đó chị đi đi với bạn nói thật luôn, nó bia bia mà để ăn cơm gì chị cũng không uống, như chị uống nước thôi, tự nhiên nói cái bà này là cái bà nghiện rượu rồi cái gì lung tung, chị cũng kệ người ta thôi Dạ. kệ người ta thôi, chứ người ta muốn nói gì người ta nói, chị đâu quan tâm đâu, thì em cứ tiếp tục làm việc của mình. Cái gì là cái sự hiểu biết của mình và mình nói lên sự thật, mình không gọi là đấu đá cái gì với ai, mình không đụng chạm cái gì vô ai đó. Ai đồng quan điểm với mình thì theo dõi mình, còn ai không đồng quan điểm với mình thì thôi, nó chỉ vậy thôi chứ còn chị không thấy. Nhưng mà hay lắm, trời ơi mấy bữa nay chị coi những cái clip em làm nó thiệt là hay lắm. Dạ cảm ơn chị. Rồi nếu như vậy thì hôm nay em để cho chị khoảng chừng 15-20 phút gì đó để mình nói về cái vấn đề và những cái sự kiện về đặc biệt về Nguyễn Phương Hằng đó. À, thì chị có nắm được những cái tin gì mới không? Mình có thể là mình bật bí chút xíu cho mọi người nghe. Dạ. Thì cái tin mới nhất thì cũng là một cái tin vui mà nghe đơn giản hơn là họ sẽ nhập cái vụ kiện của Bình Dương với thành phố Hồ Chí Minh thành một. Dạ. Đó thì bây giờ cái hy vọng của chị chỉ có là hy vọng là thành phố Hồ Chí Minh họ sẽ xử bằng một cái cách vô tư và công bằng, là tại vì cái gì nó cũng có hai phía
ví dụ như không ai đụng chạm gì thì cô Nguyễn Phương Hằng, ví dụ như cô Vi Oanh cũng không đụng chạm gì tới cô Nguyễn Phương Hằng, không vô cớ tự nhiên lên Facebook chửi người ta thì đâu có ai chửi đó. Thì chị cũng hy vọng là cái gì nó cũng có một cái động lực từ đâu đó, chứ không có vô cái cớ gì mà tự nhiên những người vô cớ như là những cái kênh YouTube ở bên Mỹ này nè, chị không đụng gì tự nhiên vô cớ chửi chị, nếu như là chị chửi lại thì lại nói là chị như thế này như thế kia thì đâu vẻ đâu. Phải nên nhớ là họ đó, họ lôi cả hình ảnh, họ lôi chị lên vô duyên vô cớ đặt đủ thứ chuyện ra nói như cái gì đó. Nhưng mà chị là tại vì cái vấn đề là chị làm gì chị làm, chị vẫn vẫn là như thế này thôi. Người ta sẽ nhìn thấy con người của họ là như thế nào đó, chị cũng có nói nhưng mà chị nói tới cái mức nào thôi đó. Và tại vì chị nhìn như vậy nè, cứ nói đi cứ nói đi, càng nói nhiều thì người ta càng nhìn ra những cái người đàn ông đó thuộc cái hạng vô liêm sỉ, mà cái hạng vô lại hạng hạng người như thế nào đó. Cứ tiếp tục nói đi thì người ta sẽ nhìn ra đó. Ý nó là chỉ vậy thôi, thì quá trình nó là như vậy đó. Chẳng hạn như cái gì nó cũng có một cái gì cũng vậy, cứ tiếp tục làm đi. Rồi thí dụ như cũng có người mới bị kiện đó đó, thì nếu mà chị không không làm cái việc đó cũng có người khác làm à, tại vì vốn là họ là cái loại người như vậy thật, họ thích đụng chạm thật, thì chị không cần làm gì hết, vẫn có người có cái gọi là có cái động lực cho người ta để người ta cảm thấy người ta cần phải làm cái việc đó. Đấy, còn chị thì chị tại sao chị không cần làm việc đó? Tại vì chị đã nói với tất cả mọi người chị chẳng là ai hết, chị chỉ là một cái người rất là đơn giản thôi. Tự nhiên đặt chị vô một cái vị trí gì để mà cần phải phản biện chị hay là như thế nào đó thì cái đó là tại họ thôi, họ không có view. Thành ra là họ thứ hai nữa là họ nghĩ rằng nếu mà họ lôi quốc võ lên họ nói thì là họ sẽ có một cái view, họ sẽ có một cái số view gì đó, họ nghĩ như vậy nó còn thì ngâm. Nhưng mà họ làm như vậy họ cũng thành công ở cái chuyện là người ta lên người ta coi nói quốc võ cái gì xong rồi có người người ta chửi theo hay sao sao đó, thì họ dùng cái đó để làm cái mưu sinh của họ. Thì chị cho nó là như vậy, chửi người ta để làm cái mưu sinh thì là cái sự mà trở lại với họ bây giờ là chị không cần làm gì hết cũng có người kịp. Rồi thôi. Rồi ngoài ra thì cái vấn đề về của Nguyễn Phương Hằng thì chị đang ở trong trại giam đó, thì chị có nghe tin tức gì mà lọt ra ngoài không? Không thể nào có cái tin gì lọt ra ngoài, bởi như vậy thành ra chị đã nói với quý vị khán giả rất là nhiều lần rồi, nó là ở trong cái T30 đó, ở cái trại đó đó, là nó không có giống như Khánh Chí Hòa đó. Khánh Chí Hòa tin còn những người mà người ta nhân viên điều tra hay những cái sự việc gì đó thì là đi ra tòa đó thì luật sư của bên kia mới có quyền là đem những cái câu hỏi ra để chất vấn, thì khi đó thì là mới biết cái câu trả lời của cái người bị kiện đó là như thế nào đó. Như chị cũng nói sơ qua với em về cái chuyện cô Hoa hậu Phương Nga đó đó, rồi suốt cái thời gian đó báo người ta cũng đăng y xèo lên, nhưng trên cái sự thật là khi cổ ra tòa thì tự cô đó là một cái người có học, thành ra cổ thông minh lắm, thành ra là cổ mà được thả tại tòa, cổ được tại ngoại tại tòa luôn đó, đó là, thành ra nhưng mà cổ cũng bị tù 2 năm đó. Trong suốt cái thời gian đó thì làm gì mà có cái quan hệ gì ở bên ngoài đâu, tức là không ai được thân cũng như không ai được gặp mặt giống vậy ra. Ví dụ gia đình có gửi quà gì sau khi ra tòa thì được, ví dụ như sau khi ra tòa tòa đã định là như thế nào như kia thì là bắt đầu mới được thăm nuôi, còn lúc đầu thì gia đình chỉ gửi thức ăn hay gì được thôi chứ đâu có cho gặp mặt đâu. Đúng rồi. Đó. Nói chung là bây giờ là chưa có một cái tin gì để ra ngoài hết, mà sao còn đã có một số những kênh YouTube lại nói giống như chuyện đó rồi. Đúng rồi, hay quá. Không có đâu, thì bởi vậy nó mới có cái tin bên này nói như thế kia, bên kia lại nói ngược chiều như vậy, thì mình biết nó không phải là sự thật. Sự thật là người nào cũng nói giống nhau mới là sự thật. Ví dụ như cái chuyện là Nguyễn Bình Dương bây giờ đã chuyển cái vụ kiện đó nhập thành một, cái đó là sự thật đó. Còn những cái chi tiết gì
thì là mỗi người nói một cách thì làm gì có phải là sự thật đâu, tại vì sự thật chỉ có một thôi, không thể có nhiều sự thật được, và cũng không thể mỗi ngày cái cơ quan điều tra đó họ lại đâu phải họ điều tra, họ bắt loa lên bên ngoài để người ta điều tra, hoặc là đâu có ai thăm nuôi để mà biết được cái tình trạng nó là như thế nào đâu. Thành ra là không ai được gặp cái người đang 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 được điều tra. Thành ra là mình không có điều tra, trong cái quá trình điều tra đó là cho cái người đó rất là nhiều cơ hội để giải thích ra. Như vậy thì là cái cô Hoa hậu Phương Nga cổ mới có cái cơ hội để mà cổ, trong cái quá trình mà điều tra đó thì người ta điều tra ra rất là nhiều cái sự việc đó, nhiều điều tra ra nhiều cái sự việc là cái ông kia ổng cũng như là ổng gài cổ đi vô cái thế, là cũng như là ổng lúc ổng đang yêu ổng đang mê thì là ổng cho tiền cho xong rồi giờ ổng nói là thiếu nợ ổng giống vậy đó, thiếu nợ ổng trả giống vậy đó. Thì nhờ cái quá trình điều tra này thì là họ mới biết được là cái lý do gì mà cô chửi người này, cô chửi người kia, cái gì nó làm cho cô như vậy đó, thì là mới đâu có phải là tự nhiên vô duyên vô cớ bắt ghế chửi người ta đâu, đó nó là như vậy. Thì là Có một đó, cái người ta có một số người họ họ hỏi như thế này nè, họ nói rằng là trong lúc mà bà Nguyễn Phương Hằng đã bị tạm giam thì tại sao lại công ty Đại Nam vẫn cho mở cửa khách vô nườm nượp, rồi một số nhân viên thân cận giống như là Hà Lê hoặc là Đỗ Loan, một số những cái thư ký mà ruột của bà Hằng đó vẫn vui cười, vẫn tức là không có một cái vẻ gì gọi là lo lắng hoặc là buồn phiền gì cả, thì chị có biết cái điều này không? Chị thì người nào cũng vậy, bây giờ nhà chị có tang, nhưng mà đâu phải là lúc nào chị cũng hay đưa cái mặt đưa đám của chị ra đâu, chị buồn chị cũng hay là chị buồn hay chị lo gì đó là chuyện của chị, còn đây là người ta đang mở cửa để người ta làm ăn, kể cả ông Dũng Lò Vôi cũng vậy, ông mở cửa tiếp khách đi thì là cái khách người ta vô đâu phải người ta vô để người ta nhìn thấy cái bộ mặt sầu não đâu, thì là cái vấn đề mà người ta mở cửa ra để cho tiếp đón du khách thì cái sự việc đó là cái sự việc chuyên nghiệp mà người ta phải làm, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi đó. Cái sự việc đó nó không nói lên được là vô cảm, hoặc là không nói lên rằng là cái sự việc của cô Nguyễn Phương Hằng bây giờ những người thân cận với cổ hay những thân nhân của cổ không hề lo lắng, nó không phải như vậy đâu. Thì dĩ nhiên rồi, bây giờ không ai biết cái gì, kể cả chồng của cổ còn không biết được cái thông tin sự thật trong cái quá trình điều tra vợ của mình như thế nào, thì tất cả những cái tin gì mà YouTuber nói lên đó thì đối với chị không theo dõi, chị cũng không coi, chị sẽ chỉ coi khi khi nào mà họ lên những tờ báo chính thống là thứ nhất, thứ hai nữa là khi nào mà bắt đầu cái vụ xử, tại vì chị tin là cái vụ xử của cô Nguyễn Phương Hằng cũng được thâu lại y như là của Hoa hậu Phương Nga vậy đó, tại vì họ họ đều thâu những cái vụ án. Nếu như em thích coi sự án bên Việt Nam đó đó, thì là cứ đi kiếm mấy cái vụ án lớn để mà coi, là họ đều xử và họ đều thâu, họ đều gọi là có ghi hình để họ phát cho dân coi. Có điều là thì những người này họ hỏi thì họ họ nghĩ đến một cái chiều hướng tốt hơn, chứ không phải là họ là nói là những cái người mà thân cận với bà Hằng lại là vô tâm đâu. Họ nghĩ rằng là có một thuyết âm mưu gì đó, mà tại sao lại cũng có thể là bà Hằng đi vô trong 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 trại giam là với sự chỉ đạo gì đó nó đặc biệt đó, có thể là một thuyết âm mưu thì Và bây giờ chị vẫn không chị vẫn không không chị vẫn không không phát biểu cái gì là lạc quan hay là bi quan ở trong cái vấn đề này, là tại vì cái gì cũng vậy mà cô Hằng cổ đã nói trước rồi, không có cuộc chiến nào mà không để lại vết thương đó. Nếu như cổ cũng đã nói trước rồi là cổ sẽ chấp nhận một cái tổn thất nào đó để mà đó, chấp nhận như vậy là tại vì chiến đấu không bao giờ mà em chiến đấu không bao giờ mà em không không bị chạy chuột đó. Thành ra nếu như mà về cái phần của cổ mà có bị xử một cái gì đó thì vẫn là xử cái tội phỉ báng, cái đó là nó thuộc về dân sự, thì cái đó hoàn toàn là nó không có nặng nề như 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 người ta nói đâu đó. Thành ra là thí dụ chị lấy thí dụ đi mà họ mà có xử cổ về cái chuyện phỉ báng người ta thì những cái người mà phỉ báng cổ thì sao? Như vậy có phải là phải xử què Đúng rồi. đó, nó là như vậy thôi. Thì là một là cái bên kia
họ cũng đâu có muốn nếu cô Nguyễn Phương Hằng bị họ phỉ báng như vậy đó, thí dụ như cô Vi Oanh bị phỉ báng như vậy đó, thì bây giờ tôi xử cô Hằng, bây giờ tôi xử cô sao, thì lúc đó thì có phải luật sư ở bên kia cũng nói là như vậy thì thôi bên này chửi bên kia đó, là nó là như vậy, bên này chửi bên kia chửi lại đó, chứ đâu phải tự nhiên người ta chửi mình. Rồi có một cái câu hỏi này do cái người mà phản biện của mình họ đặt ra cho mình, là họ nói rằng là tao chị em mình là cứ bưng bô bà Nguyễn Phương Hằng trong khi là bà bị bắt giam rồi mà vẫn tiếp tục u mê vẫn bưng bô, thì theo chị thì mình nên trả lời thế nào? Chị trả lời là cái đó là lựa chọn của chị, mắc mớ gì tới họ. Không mắc mớ gì tới họ, cái đó là lựa chọn của chị. Họ thích làm gì là chuyện của họ, cũng giống như bây giờ họ phao những cái tin rất là giả của Thiện Am đó, chị có lên tiếng nói câu nào đâu. Đúng rồi đó, rồi họ kêu gọi thu tiền thu bạc gì đó, chị có nói gì họ đâu đó. Những cái chuyện đó mình không nói đụng tới họ, họ có thích nói đụng tới mình thì bây giờ chị chứng minh thôi, cái này chỉ là cái chứng minh thôi chứ không phải là chị nói lại họ đó. À, bây giờ họ vẫn phao những cái tin không có thật về Thiền Am ra để họ nói như vậy, để họ kêu gọi lòng thương của những cái người mà họ vậy, cho người lên khóc lóc, cho người lên kể lể trên đó để gợi lòng thương, để xin tiền xin bạc gì đó, chị có nói gì họ đâu. Đây là chị chỉ có lấy một cái thí dụ thôi, thí dụ này ai cũng biết, chị nói cái thí dụ đó là như vậy. Còn đây mà tự nhiên cứ nói đụng tới cái lựa chọn của chị thì cái chuyện đó, họ làm những cái chuyện đó thì rõ ràng rồi, thì là họ làm cái chuyện đó để họ giống như họ chứng minh rằng họ đúng, còn chị với em là sai. Họ chứng minh như vậy, nhưng mà những người họ sống tại nước Việt Nam rất là nhiều cái người rồi, thì không thể nào mà họ gọi là lấp liếm cái chuyện mà cái sự thật là ba cái người kia vẫn đang bị tiếp tục nhốt tiếp 3 tháng nữa, họ vẫn còn điều tra thêm. Ở bên này cứ càng nói đi thì lại càng nhốt nữa. Đang có cái quan hệ gì với những cái người mà chửi bới chính quyền, chửi bới mà gọi là đó như vậy, thì là họ ở bên này họ đâu che cái chuyện đó đâu, họ không quan tâm cái chuyện đó, miễn là họ cứ kêu lên như vậy để họ thu được tiền thôi, nó chỉ là vậy thôi. Rõ ràng nó là như vậy, người ta gửi tiền vô để người ta giúp đỡ. Hứa hẹn là luật sư, chị chỉ có nói như vậy thôi, thì là dĩ nhiên là nói như vậy để mà thu được cái tiền. Cái tiền nó như thế nào thì là chị không có nói nha. Chị không nói nha. Chị chỉ nói rằng làm như vậy để kêu gọi tình thương, để tiếp tục có tiền, nó chỉ vậy thôi. Tự nhiên cái chuyện đó là cái chuyện rõ ràng là không có. Rõ ràng là chính quyền Việt Nam vẫn đang tiếp tục tạm giam đó. Cái vấn đề mà họ trả lại chiếc xe đó thì đương nhiên rồi, cũng như cô Nguyễn Phương Hằng, sau khi sự việc sáng tỏ thì họ cũng phải trả lại những gì mà họ đang giữ của cổ để dùng cái đó để làm cái điều tra. Thì dĩ nhiên là khi mà sự việc sáng tỏ ra thì tất cả những cái gì mà thuộc về cổ sẽ phải trả về cho cổ, nó chỉ là vậy thôi, y như chị nói vậy đó. Thì bây giờ nó rõ ràng rồi, họ điều tra những cái vấn đề đó ra thì bây giờ họ xong cái phần điều tra đó, thì là những cái gì mà thuộc về họ thì trả về cho họ, cái chuyện đó là đúng rồi, chứ bây giờ đâu phải là nhờ ở bên này chửi bới mà họ trả đâu. Họ đâu có lấy những cái đồ vật mà họ tạm giữ, cũng như là họ tạm giữ để mà làm những cái việc để giúp cho cái sự việc điều tra, nó chỉ vậy thôi. Thì cô Nguyễn Phương Hằng vẫn là giữ hộp sàn của cổ để hợp tác điều tra, trong cái việc điều tra họ nghĩ là họ cần giữ cái gì, và họ điều tra xong thì những cái đó nó thuộc về cổ đó, chứ họ đâu có tịch thu lấy luôn hay là như thế nào đâu. Anh ra rất là nhiều, kể cả nói là ông Dũng và Vôi đã bán đi cái Đại Nam rồi họ còn nói được, cho tới khi mở cửa người ta vô rầm rầm đó, cái gì người ta cũng nói được đó. Nhưng mà đối với mình thì là mình
phải nhìn nhận ra cái sự thật gì nó là sự thật. Chứ còn cứ nghe người ta nói ai cũng có cái quyền. Thật ra đó, lập một cái kênh YouTube ra mất mấy phút, em nói với chị đi, chỉ cần cái email, chỉ cần cái email, chỉ cần tên của mình, chỉ cần vậy là lập được cái kênh YouTube rồi kêu mình là nhà truyền thông. Truyền thông cái gì mới được chứ, toàn là tin fake news không, mà toàn là dựng chuyện, toàn là chửi người vô cớ, toàn là cái đó kêu mình là truyền thông. Thì chị nói thật như vậy họ còn làm được. Ví dụ như họ chỉ nói là tôi mở cái này lên để tôi làm YouTube, tôi chửi người này, tôi chửi người kia, vậy thì nghe nó ấy, nhận mình là truyền thông mà toàn là truyền cái gì không. Em đi với chị bằng nói lâu, em có bao giờ em thấy chị một hớp bia nào không? Bao giờ có không? Cũng tung tin là chị ghiền rượu hay sao đó, cái bà ghiền rượu đó, họ muốn nói thì họ nói, chị đâu có làm gì được họ đó. Thì nó vấn đề nó là như vậy, thành ra là mình đi lên trên mạng đó thì là chỉ có là như vậy thôi, hồng tin lòng trinh, mình không phải như vậy là mình không phải như vậy, còn ai nó nói mình thì thời gian sẽ trả lời đó. Thì bây giờ chị nói với em, như chị nói với em, người ta cứ kêu là kiện bọn nó đi, bọn nó nói cái này tự do ngôn luận kiện thì được cái gì. Chị xin lỗi nha, không phải như tụi nói đâu, là sẽ phải chứng minh rõ ràng, là không phải là mình cứ leo lên YouTube mình thích ai mình chửi người ta đụng vô cái mình nói tự do ngôn luận, thật ra nó đâu phải là như vậy, thì là sẽ được chứng minh rất là nhanh để mà làm một cái tiền lệ cho, phải có một cái tiền lệ để mà hiểu rằng không phải nước Mỹ này cho cái tự do ngôn luận để cho mình tự do cái kiểu như vậy. Đúng rồi. Rồi, ok, cảm ơn chị rất là nhiều. Cứ một cái mỗi bữa vậy chị mình nói chút vậy cho nó vui. Chị em cũng giao thường xuyên. Đúng rồi, dạ. Chị cũng nhớ quý vị khán giả, chị cũng sẽ coi như là thu xếp chị đi cái chuyện hai chuyến liên tục vậy ha. Thì chị về bên này thì cũng có một cái số công việc chị thu xếp xong rồi thì là chị sẽ tiếp tục chia sẻ những cái cảm nghĩ của chị hay như thế là gì đó từ nhà của chị để mà giao lưu với khán giả như trước đó. Rồi cảm ơn chị rất nhiều. Ông Trinh xin chào quý vị khán giả, hẹn quý vị lần sau nhé, bye bye. Rồi chúc chị sức khỏe nha. Ok, bye bye em. Dạ, nhớ uống thuốc cho nó đúng liều lượng nha. Có, trời ơi, uống chứ. Bây giờ thấy nó tốt vậy thì chị uống mỗi ngày luôn. Anh toàn sáng nào cũng thức dậy là pha trà. Ok. Dạ rồi. Có gì mình nói chuyện. Dạ, em ba chị. Dạ. Ok em, bye dạ, bye. Dạ. Chào quý vị khán giả. Dạ. Rồi, đó quý vị. Vừa rồi thì cũng cho quý vị nghe những cái quan điểm rất là đúng đắn của chị Hồng Trinh. Thật sự thì ai muốn lên mạng nói cũng được cả, bởi vì bên Mỹ thì tự do ngôn luận. Nhưng mà điều cái thì mình nói sao đừng có đụng chạm, đừng có vu khống, đặc biệt là đừng có vu khống người ta. Có thì nói có. Ví dụ như mình thấy người ta sai thì mình lên tiếng để cho người ta sửa. Nhưng mà lên tiếng với một cái ý là sửa sai, tức là mình cho người ta cơ hội để người ta sửa sai, chứ mà không, mình không dùng cái điều sai trái của người ta mà để mình đè bẹp người ta luôn, mình cho người ta coi như là ngã ngửa luôn thì cũng không nên như vậy. Nói chung là mỗi người có một cách nhìn nhận câu chuyện và đối phó với câu chuyện nó như thế nào. Tuy nhiên đối với Quốc Võ thì cũng là nhẹ nhàng thôi, bởi vì cũng khá là nhiều người, những người khác cũng đã coi như là đưa cái tên Quốc Võ lên trên mạng để mà bêu rếu, để mà bôi xấu này nọ. Nhưng mà thật sự thì quan trọng là mình có đúng như vậy hay không? Hay là đó là chỉ là một cái tầm nhìn hạn hẹp, hoặc là họ chưa thật sự hiểu mình, rồi họ lại nghe lời người này nghe lời người nọ, làm cho như là cái câu chuyện nó theo chiều hướng xấu. Nhưng mà thật sự nếu mà quý vị mà theo dõi Quốc Võ từ lâu đó thì sẽ thấy Quốc Võ là người thế nào, không có phải là một người mà tôi như là gió chiều nào cuốn theo chiều đó, hoặc là chuyên đi bơi móc những cái đời tư của người khác để mà làm những cái video clip để câu view, câu like hoặc là như thế nào đó. Thì
mình phải theo dõi thời gian dài thì mình mới biết được con người nó như thế nào đó. Tuy nhiên thì cái cách nhìn nhận sự việc bóc vỏ đó thì nó phải từ hai phía, và mình nhìn nhận bằng một cái sự lương thiện, một cách rất là khách quan, và nhìn nhận vào cái điều tốt của người ta hơn là mình đi bơi móc những điều xấu. Dĩ nhiên thì trong con người á, lúc nào cũng có đẹp, có xấu, có tốt, có xấu. Hả? Con người mà, dĩ nhiên là không phải là toàn vẹn là 10 phân vẹn 10 đâu. Không thể nào mà cái như là tốt 100% hoàn toàn, mà cũng có những cái điều đó họ làm chưa tốt. Tuy nhiên mình phải góp ý người ta thế nào để người ta sửa sai, để người ta làm cho tốt hơn. Đó là một vấn đề là rất là quan trọng, ha. Vì vậy cho nên thôi thì cứ để câu chuyện nó sẽ được pháp luật định đoạt. Trong câu chuyện Mũi của Hằng, cái drama này nó có nhiều vấn đề lắm. Tự nhiên mình bị cuốn theo cái drama này để rồi phải là mất ăn mất ngủ, mà không chỉ là những người làm YouTuber chung có nhỏ không, mà quý vị khán giả nữa. Quý vị khán giả đâu có kiếm được đồng nào từ trong mấy cái vụ mà drama này đâu, nhưng mà cũng mất ăn mất ngủ, cũng buồn vui lẫn lộn, lúc thì hạnh phúc, lúc thì đau khổ, lúc thì cái như là chua xót hoặc là thương cảm, thương xót vân vân, cũng là cái cảm xúc thôi, con người thôi đó. Mà quý vị cũng đã theo dõi câu chuyện này cả năm nay, có nhiều vị ở bên Mỹ này nè, có nhiều cô chú rất là dễ thương, rất là tội nghiệp, cũng gọi điện thoại tới để chia sẻ những quan điểm của mình rồi cho những lời khuyên đó. Ha, tất cả chúng ta đều đều bị cộng hưởng vô một cái câu chuyện, mà cái câu chuyện này nó không liên quan tới mình cả. Câu chuyện của xã hội, câu chuyện của bà Hằng không giống bằng Yên, câu chuyện của bà Hằng đối với những nghệ sĩ hoặc là những nhà báo, những luật sư vân vân, nó không liên quan tới mình, nhưng mà đó cũng cũng là một cái câu chuyện của xã hội. Thì dĩ nhiên đã nói tới xã hội thì chúng ta quan tâm, và chúng ta sẽ đưa ra những nhận xét tùy theo cái cách nhìn nhận của cá nhân của mình và quan điểm của mỗi người mỗi khác. Thì quan điểm của Quốc Võ là mình ủng hộ cho những việc làm tốt đẹp, và mình không ủng hộ cho những việc làm sai trái. Cái gì tốt thì mình nói tốt, cái gì có giúp ích được cho đời, giúp ích cho người thì mình nói là mình nên khuyến khích, ha, mình cổ vũ, mình ủng hộ. Còn những cái vấn đề mà khác, mà nó làm cho xã hội nó không được tốt á, thì mình sẽ nói, mình nêu ra để cho cái như là càng giảm bớt chừng nào thì càng tốt chừng ấy đó, những câu chuyện đó. Và mình mong muốn rằng là mọi người Việt Nam mình, cho dù sống tại nước ngoài hoặc là sống tại trong nước, thì cũng nên đoàn kết với nhau hơn để cho mình tạo dựng một cái môi trường lành mạnh, mà cũng giống như là mình tạo dựng một cái sự kết nối giữa người Việt với nhau, nó hài hòa hơn, nó đoàn kết hơn, nó đẹp hơn trong mắt những người bạn bè của quốc tế đó. Thì hôm nay Quốc Võ cũng chia sẻ như thế thôi. Chúc cho tất cả mọi người một ngày thật là an lạc, bình yên, hạnh phúc. Và quý vị cũng nhớ là ủng hộ Quốc Võ bằng cách là mình đặt mua những cái sản phẩm này trong cái mùa lễ mẹ này, thì được khuyến mãi rất đặc biệt, là cứ mua 5 sản phẩm thì được tặng một sản phẩm ha. Rất là tuyệt vời luôn á. Đây là những sản phẩm mà Quốc Võ đã dùng qua và cảm thấy rất là tốt cho mọi người luôn. Thì nhân dân Quốc Võ muốn chia sẻ cho quý vị, và đặc biệt trong cái mùa lễ mẹ Mother's Day này á, thì sẽ có được khuyến mãi đặc biệt trong tháng này. Rồi, một lần nữa xin chào tạm biệt quý vị nha.